Xin chào em có thể giới thiệu về mình và từ đâu tới ạ? Hello, chào mọi người. Mình đến từ Nha Trang. Tôi biết đến từ thành phố biển Nha Trang. À, em năm nay nhiêu tuổi em? 46. Chị hỏi thăm là em biết từ phương pháp của cô Trương Hải Vân từ đâu, ai giới thiệu em đến đây ạ? Đến với phương pháp này là vô tình lướt lướt TikTok, nhưng mà ban đầu thì cũng chưa có quan tâm, sau rồi thời gian cứ nhìn gì sao mà cứ cái những cái TikTok ấy nó cứ tới nhiều quá, Thôi thúc bắt đầu mình. từ lúc đó mới để ý thì thấy là chỉnh rồi trên khuôn mặt kia mình thấy nó hay, cái mục đích là cái này nó là cái này được là về mình chỉnh cái mũi cho cô gái mình là cả hai đứa mình đẹp trai nhất nhà nên là cả hai cô bây giờ là cái mũi là thấp, thật ra cái mũi này là bữa giờ là mình đi tham gia khóa học này là cái mũi mình hơi 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 cao này, cái mũi mình nó cũng thấp cho nên hai đứa cô mình cũng vậy, nó cũng thấp nên mình muốn học về để chỉnh cái mũi của nó thôi. Nhưng mà đến lớp học này quá sức tưởng tượng, tức là tuyệt vời lắm, mình học được nhiều trên cái chỉnh cho cái khuôn mặt chứ không phải là chỉ cái mũi thôi. À, chị hỏi thăm là em trước đây em làm nghề gì ạ? Mình làm về thợ mộc, về mộc, nhưng mà qua cái sự việc mà bệnh Covid vừa rồi cho nên mình thấy là vấn đề sức khỏe ở đây Nó quan trọng hơn ha. nó rất là cần đến, thì từ đó là mình mới dần 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 tìm hiểu thì vũ trụ đưa đến gặp cái cơ duyên ở nơi tập thông trường Pháp này. À, chị hỏi thăm sau 4 ngày học cái khóa này vừa xong á, nắn chỉnh khuôn mặt bằng đôi bàn tay của cô Trương Hải Vân á, thì em cảm nhận như thế nào, em có thể chia sẻ đến mọi người biết phương pháp của cô Vân ha? Cái đầu tiên á, cái bữa đầu tiên là đến học nhưng mà nó bị lố là cái ngày khai trương ở đây nhưng mà cũng chưa biết gì, mà đầu tiên tới là cô có giúp dùm làm cái đầu cứ Lăn lăn đầu. lăn 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 cái đầu thế này mà mình không biết nó như thế nào, nhưng mà cái tự nhiên tại cái đêm đó là mình đi 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 xe đò cho nên nó cũng thiếu ngủ, mình cũng khó khó chịu, mà khi mà cô lắc lăn lăn cái đầu ở trong sát cái tường này là lúc đó nó tỉnh, nó sáng mắt lên gì đó, nó tỉnh buồn sáng đi, nó là chưa có lại một cái gì luôn, chỉ là cái đầu lắc lắc vậy thôi mà nó chuyển biến rất là tốt nên nó thầy là Rồi. đó là Cái đầu tiên. cái kỷ niệm đáng nhớ lúc mà mình mới đến. Còn trong quá trình học tiếp mấy ngày nữa thì sao ta, nói chung là chỉ là wow, tức là Hay đó, mà dịu quá ha. nó cứ mỗi cái rất là trên cái khuôn mặt mình, không nghĩ là nó là chỉ dùng cái tay không này mà mình làm nó là chuyển biến, chỉ cần cái lần đầu tiên thôi là thấy nó đã cấp khác rồi. Tuyệt vời đúng không? Cảm ơn cô. Em có thể là cho một vài cái lời là gửi đến các bạn, để các bạn nào mà chưa cảm nhận được phương pháp này để các bạn tin tưởng đến để học ha. Thì phải đến trải nghiệm mới biết, chứ giờ nói thì mình nói quá, mà mấy bạn cứ nhìn cái mũi của mình nè và cái khuôn mặt của mình nè, thường thì mình nói cũng 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 hơi đẹp trai á, mà bây giờ là càng đẹp trai hơn nha. cái mũi nó hơi hơi phản đứng và nó đầy lên, nhưng mà điều mình đàn ông thì chỉnh những cái vòng cầm này, cái cột có mấy một số mấy chị em là cái chỉnh vòng cầm này nó nhìn nó đẹp, nó thon xuống nữa. Đó, mắt mình nó đỏ sệt lên. Hôm mấy bạn cứ đến và trải nghiệm, mấy bạn cùng được gọi là lời, rất là lời nhiều lắm, chứ không phải cái số tiền bỏ ra, số tiền học là 8 triệu ha, nhưng mà mình thì được cái đăng ký đợt khuyến mãi ở ngày Khai trương, khai 8 trương. tháng 3 thì 5 triệu, nhưng mà cái mà để mình nhận lại nó hơn 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 nhiều,
đi rồi về giúp cho gia đình bạn bè ha. À, lời... các bạn cùng lớp có xinh đẹp hơn nhiều không? Trời ơi, chị khổ phải nói rồi, chị thấy chị em nào đều xinh tươi hết luôn. Và lời cuối ha, em có những lời nào gửi đến cảm ơn cô Vân ha, thì em chia sẻ. Biết ơn cô Vân rất là nhiều. Trời, nói chung là cứ wow wow mà á á á, nó sướng quá. Rồi cảm ơn em đã chia sẻ. Cảm ơn, chúc em luôn sức khỏe hạnh phúc và gia đình thịnh vượng ha. Cảm ơn em, chào.